Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona trên kênh Việt News USA để đón nhận các thông tin về tiểu bang Arizona, tin Hoa Kỳ cùng tìm hiểu nhiều lĩnh vực quan trọng hàng ngày xung quanh ta, quý vị nhé. Thấm thoát, thế là đã 2 năm hành trình của Việt News USA phục vụ khán giả thân yêu của mình. Một chặng đường 2 năm thật là nhiều cam go nhưng tràn đầy kỷ niệm. Nhờ sự yêu thương của khán giả và những fan ủng hộ mà Việt News USA phát triển đến ngày hôm nay. Nhân dịp kỷ niệm chặng đường 2 năm, Việt News USA cảm ơn sự hoạt động hết mình từ những buổi ban đầu của các anh chị em xứ ngôn viên như Mộng Trinh, Thanh Tâm, Jimmy Hoàng, Laco, những kỹ thuật viên như Quang Phan, Christian Lê và các hướng dẫn viên của các chương trình talk show và chương trình như Phương Bi của khu vườn của những con ong, Lê Lệ của tài chánh Arizona, Long Lê của địa ốc Arizona, Anh Paris của The Paris Show, Tiffany Mộng Tuyền của song ngữ cuộc sống quanh ta, Huy Ngọc với pháp luật và đời sống và nhiều cộng tác viên trong các chương trình khác. Chương trình kỷ niệm chặng đường 2 năm còn có sự hiện diện của các anh chị em ca nghệ sĩ đang được yêu mến như nữ ca sĩ Phương Thanh, nam ca sĩ Quách Thành Danh, nữ ca sĩ Khả Tú, nam ca sĩ Hoàng Phong, nam ca sĩ trẻ Dodo và nhiều ca sĩ khách mời đặc biệt khác. Chương trình ca nhạc dạ tiệc Khi Giấc Mơ Về sẽ được tổ chức vào thứ Bảy ngày 30 tháng 7 năm 2022 tại Indo America, 2809 West Maryland Avenue, Phoenix, Arizona 85017. Mở cửa đón khách từ 6 giờ, chương trình bắt đầu từ 7 đến 11 giờ tối, dạ tiệc phục vụ lúc 8 giờ. Vé vào cửa, vé VIP 1.000 trên một bàn 10 người bao gồm 5 món ăn và 10 chai bia. Vé đồng hạng 750 trên một bàn 10 người bao gồm 5 món ăn. Mua tại cửa vui lòng thêm 10 mỹ kim. Mọi chi tiết về chương trình vui lòng gọi 602-481-2647, 602-481-2647. Việt News USA trân trọng kính mời. Facebook và hệ thống vận hành quảng cáo. Thưa quý vị, Facebook là một trang mạng xã hội lớn với nhiều người sử dụng nhất, gần 3 tỷ người ở mọi nơi. Tuy nhiên, chúng ta ít người biết nó vận hành quảng cáo như thế nào. Hôm nay, chúng tôi mời quý khán giả cùng với Việt News USA tiếp chuyện với anh Anthony Trần, chuyên viên tư vấn cho các nhà quảng cáo trên Facebook, để giúp chúng ta hiểu biết một phần về nó. Đồng Phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta có trong phòng thu của chúng tôi rất là vui về được tiếp chuyện với anh Anthony. Thì về một cái chương trình, một lĩnh vực mà chúng ta sử dụng rất nhiều nhưng lại không biết nhiều bao nhiêu, đó là Facebook. Và ngày hôm nay thì anh là một cái đại diện của công ty Facebook về cái lĩnh vực quảng cáo phải không anh? Dạ, thì đến với chúng ta, chào anh đến với chương trình. Xin cảm ơn Trọng Phúc. Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt News TV USA. Và hôm nay rất là vui khi được đến đây để cùng chia sẻ quý vị về cái chương trình gọi là Facebook Marketing Expert, tức là chương trình chuyên viên marketing của Facebook dành cho những người quảng cáo trên Facebook. Yeah. Và trước hết thì một số người chúng ta đã cũng được biết về anh Anthony rất là nhiều về một số cái chương trình của cộng đồng Việt Nam tại Arizona với một cái vai trò rất là đặc biệt, đó là thông dịch viên. Anh thông dịch rất là lưu loát và rất là nhẹ nhàng uyển chuyển với những cái khách mời của chúng ta như là những thị trưởng, những khách mời đặc biệt, thì họ chỉ nói tiếng Anh và anh thông dịch vào tiếng Việt, thì chúng ta thấy rằng một cách một thông dịch viên rất là sinh động trong chương trình. Và ngoài ra thì anh có thể cho biết rằng Trọng Phúc biết rằng anh khi mọi người biết đến anh về trên gặp mặt trên sân khấu thì đó là lĩnh vực về thông dịch viên. Tuy nhiên thì đa phần không ai biết anh trong lĩnh vực về viết báo hay là dịch bài, mà bởi vì khi đọc tên thì họ chỉ đọc cái bài mà họ đâu có biết ai là cái người nào viết cái bài đó, phải không thưa anh? Dạ, anh có thể chia sẻ đôi nét về cái lĩnh vực này. Thì thỉnh thoảng tôi cũng hợp tác với lại tạp chí Bookchair ở Arizona để dịch một số bài hàng tháng, ví dụ như những bài mà chủ đề của tháng đó, hoặc những bài mà tôi thấy có thể là giúp cho cộng đồng, giúp cho nhiều người biết thêm nhiều thông tin. Chẳng hạn sắp tới là tháng này chúng ta có ngày của mẹ, thì tôi cũng có một cái bài dịch chuyên nói về ngày của mẹ và lịch sử ngày của mẹ, thì hy vọng quý vị sẽ đón đọc tạp chí Bookchair và thấy bài dịch của tôi trên đó. Và cái bút hiệu của anh trên tạp chí Bookchair là gì?
Bút hiệu của tôi là Anthony Trần. Dạ, ok, cũng dễ hiểu không Lê? Dạ, không có hơi khác lắm so với cái tên thật. Dạ. Và bây giờ chúng ta quay lại cái công việc ngày hôm nay của mình, đó là chia sẻ về một cái nền tảng xã hội mà nhiều người sử dụng nhưng mà lại không biết nhiều về nó. Thì anh có thể cho biết sơ về cái quảng cáo trên Facebook như thế nào? Dạ, xin cảm ơn anh Trọng Phúc. Trước hết, hiện nay cái số người dùng Facebook đã lên đến khoảng gần sấp xỉ 3 tỷ người. Thì quý vị cũng biết là trên toàn thế giới mình có khoảng 7 tỷ người, mà gần phân nửa là số người sử dụng Facebook rồi. Dạ. Thì trong Facebook hiện nay đó, họ đổi tên thành tập đoàn Meta, M-E-T-A, Meta. Tại vì lý do như vậy nè, trong Meta Group nó có 4 công ty con, gọi là công ty cho dễ hiểu. Thứ nhất là Facebook thì mọi người rất là quen thuộc. Đúng rồi. Thứ hai là Messenger. Messenger là một cái công cụ để chúng ta nhắn tin, chúng ta gọi điện thoại hoặc là chuyển hình ảnh qua đó, thì là một công ty con của Facebook trước đây. Và cái nền tảng thứ ba nó gọi là WhatsApp. WhatsApp trước đây cũng từng là một công ty khác, nhưng mà Facebook đã mua thành một cái công ty con Facebook. Thì WhatsApp cũng giống như Messenger, cũng có thể là trao đổi nhắn tin hoặc là gửi hình ảnh, chuyển file qua lại với nhau. Đó là nền tảng WhatsApp. Và nền tảng cuối cùng thì một số quý vị cũng rất là quen thuộc, có thể là Instagram. Instagram thì nó thuần về cái tính chất cá nhân nhiều hơn. Ví dụ như khi chúng ta có một cái hình ảnh, một cái video gì đó của riêng mình, chúng ta muốn chia sẻ, chúng ta muốn tạo một cái cộng đồng gì đó của với bạn bè chúng ta, thì chúng ta đưa lên Instagram. Thì ngày nay bốn cái nền tảng Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp đều là con của Meta đó. Và khi chúng ta, vì lý do là Facebook có cái lượng người theo dõi, nhiều người sử dụng đến 3 tỷ người, do đó là một trong những cái nền tảng mà giúp cho nhiều doanh nghiệp quảng bá, quảng cáo rất là thuận lợi. Dạ. Và khi mình nói đến lĩnh vực về quảng bá đó, thì khi mà mình quảng cáo trên Facebook thì nó có một lúc nó có link với những cái tài khoản khác trên Instagram, trên Messenger hay là trên WhatsApp không anh? À, chắc chắn là có, vì bốn công ty đó hoặc là bốn nhóm đó là tập con của tập đoàn Meta. Yeah. Đó. Ngoài ra thậm chí Facebook có link một chiến dịch quảng cáo của Facebook, có thể mà mình đi theo từng chiến dịch một. Ví dụ như Facebook có chiến dịch khi chúng ta muốn mà có nhiều người đi vào trang web chúng ta, chúng ta đi theo chiến dịch gọi là traffic campaign, tức là chiến dịch mà tạo cái sự mà lưu thông, càng nhiều người đến trang web mình thì càng tốt. Và nếu chúng ta chỉ muốn đi theo chiến dịch là được nhiều người nhìn thấy quảng cáo chúng ta trên Facebook, thì có chiến dịch gọi là reach campaign, tức là mình đạt tới, mình phủ rộng lên là reach. Còn nếu chúng ta muốn mà người ta tương tác với mình nhiều hơn, tức là khi mà khán giả hoặc đối tượng của mình mà vào cái trang đó, thì họ sẽ nhấn những câu hỏi như là contact us, hoặc là buy now, order now, learn more, thì cứ gọi là tăng cái sự tương tác giữa cái người xem quảng cáo và cái người mà đăng quảng cáo đó. Và có thể chúng ta có những cái mà chuyển đổi, chẳng như là chúng ta có những người mà họ đặt hàng, mua hàng, mua quần áo đi, mà họ để trong cái gọi là shopping cart của họ mà họ chưa kịp mua. Vì lý do đó thì Facebook họ mới những cái thuật toán đó giúp đẩy cho họ, tức là kích thích họ là mua hàng đi, buy now. Thì chúng ta có những cái thuật toán để làm việc đó. Yeah. Và bây giờ mình quay lại một tí về cái WhatsApp. Thì cái WhatsApp là khi mà Facebook mua lại của một công ty khác, thì khi như vậy thì những người sử dụng trong WhatsApp họ có một lúc khi họ muốn đăng một cái hình gì đó, Trọng Phúc biết thì khi mà mình đăng một cái tấm hình gì trong Facebook thì thường thường nó link qua Instagram. Còn cái WhatsApp thì nó có link hay không? WhatsApp thì không link, tại vì WhatsApp và Messenger là nền tảng để mà nhắn tin, chụp ảnh, chuyển file là chủ yếu. Còn giữa Facebook và Instagram thì nó gần hơn. Yeah. Và chúng tôi gọi đó là nó là lightweight interface, tức là cái giao diện mà nó nhẹ. Tại vì nó có những cái trang gọi là page, tức là Facebook page là cái trang lớn, nhưng có những cái dạng nhỏ hơn gọi là Facebook post, là những cái bài mình đăng lên thôi, mình tung lên gọi là post. Thì nó có Facebook post và Instagram post là cái dạng thấp hơn. Nó còn website là một cái phạm trù khác nữa. Còn Instagram và WhatsApp, xin lỗi, WhatsApp và Messenger thì không có những cái nền tảng đó để làm. Yeah. Trên thành ra là hai cái lĩnh vực kia thì nó mua về personal nhiều hơn. Yeah. Yeah. Và bây giờ mình qua tới một cái nữa, thì cũng trước khi mình đi sâu về cái phần quảng cáo, tại em thấy cái phần quảng cáo trên Facebook thì nó mênh mông và nó lớn, thì trước khi mình rỉa mấy cái nhỏ nhỏ trước, thì em thấy trên Facebook hiện giờ nó có cái nó gọi là cái group, những cái group đó thì nó có những cái hạn chế gì trong thời điểm này hay không? Mình thì không làm về cái group, mà mình làm chủ yếu là cái chương trình Marketing Expert. Marketing, yeah. Thì Marketing Expert của Facebook là liên quan đến những cái phần quảng cáo mà dưới cái dạng một cái trang gọi là Facebook page, hoặc là Facebook post,
hoặc là những cái event mà người ta muốn đưa lên trên Facebook để quảng cáo, để đến với nhiều người hơn, để nhiều người thấy được cái quảng cáo đó, nhiều người đặt vé, nhiều người đặt nhà hàng, vân vân. Thì cái mục đích của quảng cáo qua cái chương trình Marketing Expert là như vậy. Dạ, ok, bây giờ mình quay lại cái phần marketing. Thì trước khi mà bước vào để mà quảng cáo hay là marketing focus một cái gì đó, thì những cái trình tự nào mình cần phải làm? Ví dụ mình phải lập một cái trang hay hay là mình phải có một cái tài khoản, rồi mình phải có đăng ký gì đó, thì đối với Facebook thì họ cần những cái điểm gì? Dạ, cảm ơn. Trước hết là khi chúng ta muốn tham gia cái chương trình Marketing Expert của Facebook thì mình phải có một cái tài khoản Facebook là dĩ nhiên, đúng không ạ? Mình có, mình kiểm tra nữa phải không? Mình có. Và Facebook họ cũng sẽ kiểm tra nữa, họ xem. Và chúng ta phải, trong cái tài khoản chúng ta phải có cái phần thanh toán đó, đã đưa vào cái thẻ tín dụng hoặc cái phương thanh toán như thế nào. Tại vì có khi chúng ta cần đăng quảng cáo đi trong chiến dịch gì đó thì chúng ta phải trả cái chi phí trên đó. Và kế đến nữa, mình có sẵn những cái trang quảng cáo trên Facebook của mình, gọi là page hoặc là post đó, hoặc là event, mình có sẵn cái đó để khi mình tung một chiến dịch ra thì mình kết nối chiến dịch đó với các cái trang, cái page hoặc là các cái post hoặc là những cái event đó. Đó là hảo nào đó coi. Và sau khi mà vào, nó có cái chương trình mình gọi là Facebook, tức gọi cái Meta Suite, tức là gọi là Business Suite, hoặc là một cái trang, một cái công cụ để chúng ta sử dụng nó để đưa những cái quảng cáo đó ra và quảng báo ra bên ngoài, thì nó có công cụ đó. Hoặc là mình thay gọi là cái một cái trang gọi là Ads Manager, Advertisement Manager, cái trang đó chuyên, chúng ta có thể vào cái trang Ads Manager, mọi người đều có thể làm được cái đó, vào trang Ads Manager và mình tạo một cái chiến dịch gì đó. Thì trong cái đó họ sẽ hướng dẫn mình làm từ đầu, là nó có 3 cấp độ khác nhau. Đầu tiên là cái cấp độ cao nhất, cấp độ đầu tiên là cái objective, tức là cái mục tiêu. Mục tiêu của campaign đó là gì? Ví dụ nói là tôi muốn nhiều người, tôi nhiều người vào tham xem cái trang web của tôi, click vào trang web của tôi, hay tôi muốn nhiều người thấy quảng cáo của tôi muốn nhiều người mua vé của tôi. Đó thì mình sẽ có những cái mình sẽ chọn cái strategy, cái gọi là cái objective, gọi là campaign đầu tiên, mức độ đầu tiên. Sau khi mình chọn rồi, mình đặt tên cái đó và mình cài đặt cái là mình muốn mình tiêu bao nhiêu, tức mình dành bao nhiêu ngân sách cho cái campaign đó. Thì mình sẽ bỏ ra, có thể thậm chí có thể vài đô một ngày cũng có, hoặc thêm là vài trăm đô, tùy theo cái khả năng của mỗi người. Dĩ nhiên nếu mà ngân sách mình bỏ vào ít quá thì mình khó mà biết được cái đầu người. Và nó có như vậy nữa nè, khi mà chúng ta có hai cái doanh nghiệp, hai cái kiểu giống nhau, hai tiệm vỡ giống như nhau, sản phẩm giống như nhau, ở cùng một cái khu vực gần nhau, mà nếu hai anh nó cùng đưa lên Facebook để quảng cáo thì Facebook sẽ chọn anh nào mà có cái mức chi phí cao hơn thì anh mới ưu tiên nó được quảng cáo, còn anh kia là không chọn hết. Có một số quy định đó. Và cái chương trình nghĩa là nó được chọn chứ không phải là hai người cùng quảng cáo một lần. Dạ, nó chọn như kiểu mình gọi là auction, tức là đấu giá vậy. Anh nào mà anh hoạt động tốt hơn, anh vận hành tốt hơn, anh chi phí nhiều hơn thì tôi ưu tiên anh. Và anh kia thấp hơn thì tôi sẽ để anh sẽ đi sau. Đó thì vào thời điểm đó chỉ có anh tiệm phở A, mặc dù hai tiệm phở rất gần nhau, gần như giống nhau, thì ưu tiên anh tiệm phở A nếu anh tiệm phở A dành cái ngân sách nhiều hơn. Và để tham gia cái chương trình gọi là Marketing Expert thì Facebook sẽ chọn, chứ không phải chúng ta muốn. Vào Facebook sau khi chúng ta có thể là gửi những yêu cầu hỏi đáp thì họ sẽ chọn. Giả sử mình có một cái trang Facebook là Viettv News USA, ví dụ như một cái trang gọi là page, mình muốn cái trang này mà gọi là đi phổ biến, tức là được nhiều người Việt ở 50 tiểu bang đều xem, thì mình có thể đi theo cái chiến dịch, hoặc là traffic khi mà người ta vào thì nhấn cái, người ta sẽ nhấn vào cái trang website đó để xem, hoặc người ta sẽ thấy được cái quảng cáo đó của mình rất là nhiều trên các cái gọi là cái quảng cáo của mình, thì mình theo cái chiến dịch gọi là reach campaign. Thì Facebook sẽ kiểm tra trước, họ sẽ xem hết tất thông tin của mình, coi cái thời gian, rồi cái khả năng cũng như hình ảnh, những cái thông tin mình đưa lên trên Facebook để tuân thủ quy định của họ hay không, thì họ bắt đầu họ mời mình tham gia chương trình đó. Và khi mà họ mời mình tham gia chương trình đó rồi, bắt đầu Facebook sẽ phân bổ một gọi là Marketing Expert, một chuyên viên về marketing phục vụ cho mình. Ví dụ mình đang là một Marketing Expert cho Facebook, là mình sẽ theo dõi, mình sẽ làm việc cùng với cái tài khoản đó, với cái account đó, không phải với con người mà với account. Ví dụ anh Trọng Phúc có thể là có một cái trang web về tin Việt Nam News, có thể một trang về nhà thờ, có một trang web về tin bánh, thì đó là ba trang khác nhau. Nhưng mà chúng tôi khi mà được phân bổ làm bên Phúc Việt, tôi chỉ làm với anh về cái trang bánh Bamboo Bakery mà thôi, tôi không làm cái trang khác. Trừ trường hợp anh Phúc mỗi lần tôi muốn làm thêm trang nữa thì Facebook sẽ phân bổ người khác làm với anh trang trong cái đó. Và toàn bộ cái gọi là những cái giao tiếp, những cái truyền thông chúng tôi hoàn toàn bằng tiếng Anh 100%. Và một cái lưu ý là không có hỏi nha, cũng là
I speak with me. Không có, có tiếng Việt mà tất cả mọi cái khi họ phân bổ thì cái người đó sẽ làm việc với mình trong vòng 90 ngày đầu tiên. Và sau đó tùy theo cái chương trình, cái campaign nó qua rồi mình muốn tiếp tục thì có thể là còn mình đóng lại tùy theo mình. Mình muốn nó kéo dài hay muốn nó ngắn bao lâu là do mình cài đặt cái đó. Nhưng mà quý vị cũng nhớ là khi một cái chương trình, một cái chiến dịch mà nó tung ra như vậy đó thì nó phải mất thời gian là phải ít nhất là 7 đến 10 ngày để cái chương trình, cái gọi là chiến quảng cáo đó, nó thu thập thông tin và nó đánh giá mới biết được à, trước khi mình tham gia mình đạt được reach có 1.000 người thôi, nhưng mà sau khi mình tham gia 2 tuần mình đạt được cái reach là 100.000 người, ví dụ như vậy, thì nó có khoảng thời gian để Facebook, để những thuật toán để nó thu thập thông tin, nó tính được và mình sẽ theo dõi được cái đó. Và khi một cái người mà marketing expert được được giống như mình giao cho một tài khoản nào đó thì người đó sẽ làm việc rất là chặt chẽ với lại cái khách hàng đó, mà chúng tôi gọi là advertiser, tức là nhà quảng cáo chứ mình không gọi là khách hàng. Thì Hạnh Phúc là một advertiser, thì mình sẽ có cái chương trình làm việc thường xuyên với Hạnh Phúc sau cái cuộc họp đầu tiên, và những cuộc họp sau đó gọi là follow up để xem xét đánh giá à, cái chương trình đó có phù hợp hay không, có hiệu quả hay không, có cần thay đổi hay không không thì có thể thay đổi tiếp. Và như vậy thì cái người mà accounting á, là cái người mà expert á, thì họ liên lạc với cái người advertiser, hay là họ có cái sự liên lạc với giữa hai người hay không, hay là everything thì by message thôi. Xe cộ là một phương tiện không thể thiếu cho mỗi người trong chúng ta. Tuy nhiên, khi gặp phải trở ngại vì xe hư dọc đường, còn người kéo xe cũng như sửa xe thì phải làm sao? Đừng lo, hãy gọi ngay Eric Auto Repair với số điện thoại 623-792-0896, 623-792-0896 để được giúp đỡ nhiệt tình. Eric Auto Repair chuyên kiểm tra và sửa máy xe, chẩn đoán hệ thống đường truyền điện, máy nóng và AC, sửa và thay timing belt, hệ thống bơm nước, hệ thống điện, hệ thống phun nhiên liệu, thay máy, thay hộp số, thắng xe, bảo trì xe, hệ thống làm mát máy xe, sửa chữa hệ thống khói xe để check smoke, hệ thống làm mát máy, bàn đạp, viền sửa, thay máy và các hộp số các loại xe, sửa chữa body xe. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ kéo xe miễn phí nếu quý vị sửa xe tại tiệm. Hãy gọi ngay 623-792-0896, 623-792-0896. Eric Auto Repair, tòa lạc tại 2117 West Camelback Road, Phoenix, Arizona 85015. Eric Auto Repair mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín, giá cả phải chăng. À, thứ nhất là trong Facebook thì có một cái mình gọi một chương trình là CRM, tức là Customer Relationship Management Program, một cái phần mềm của CRM. Thì trong cái phần mềm đó, tất cả những người làm cho Facebook, ví dụ như những người làm về marketing expert, tại vì trong đó rất là nhiều bộ phận technical, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật, bộ phận về truyền thông, bộ phận về sắp lịch, đúng không? Thì họ sẽ, sau khi mà một marketing expert được giao cái tài khoản đó, thì trong cái chương trình CRM ấy, nó sẽ đưa lên cái lịch của hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ. Chẳng hạn như hôm nay nó sẽ cho mình là cái chương trình sắp lịch từ sáng cho đến chiều, đó là khoảng mình có 12 cuộc gọi, ví dụ như vậy. Và thường cái cuộc gọi đầu tiên là nó sẽ kéo dài khoảng 45 phút. Đó là cuộc họp đầu tiên, gọi là meeting, the first meeting. Trong cuộc họp đầu tiên tới mình gặp cái khách hàng hoặc là mình ở nhà quảng cáo đó, mình sẽ tìm hiểu về cái dịch vụ, sản phẩm của họ và cái mong muốn của họ, cái kế hoạch marketing của họ và cái mục tiêu của họ là gì, họ muốn đạt được gì, những cái thuận lợi, những khó khăn gì của họ. Thì đó mình sẽ đưa ra, mình đề nghị những giải pháp và mình đưa ra cho họ, mình chúng ta sẽ cùng cài đặt nó, cùng một cái làm ra một cái chiến dịch để phù hợp với cái yêu cầu đó, phù hợp với những cái mong muốn của mình, vân vân. Như vậy là thì là như vậy là ta sẽ có cái phần mà chatting, mình sẽ để nói chuyện với khách hàng thông qua điện thoại, mà cái dạng mà điện thoại qua internet hoặc là trên online. Ok, như vậy nó cũng đã thấy nó cũng thể hiện hơn, bởi vì thật sự là có thể mình hỏi và explain nó dễ hơn, chứ còn nhiều khi cái typing nhiều khi nó vẫn không có rành lắm. Nhiều khi cái từ mình muốn nói nó nhanh hơn, typing ngồi nguyên ngày nói không xong đó. Chính xác. Và nó tạo sự thuận tiện cho khách hàng, tại vì trong nền tảng Facebook nó còn một cái gọi là cái Blue Jeans. Blue Jeans cũng giống như là Zoom vậy đó. Blue Jeans một cái chương trình là con của Facebook, thì rất là thuận tiện. Giả sử khi mà mình làm việc với lại advertiser, nhà quảng cáo, thì mình mới gửi cái đường link cho họ qua email. Họ click vào cái đường link đó thì họ có thể chia sẻ màn hình với mình. Mình giới thiệu, mình hướng dẫn họ ngay cùng một lúc luôn. Tức là vào chỗ này, gõ chữ này, chọn cái kia, vân vân, rất là thuận tiện. Thì giống như là nó giống như là một số cái hệ thống mà giống như là điều khiển từ xa đó, mà họ có thể thấy được cái màn hình của cái computer của mình, và sau khi mà xong rồi mình chỉ cần xóa cái gọi là mình
mình thoát ra, mình thoát ra thôi. Mình thoát ra thôi thì lúc bây giờ là mạnh ai nấy sống. Như vậy thì về cái phần mà campaign á, thì trong cái campaign đó đó thì nó có limit là bao lâu không? Em biết là ví dụ nó thường thường nó làm 3 tháng, nhưng mà có khi nào mà họ những người mà chỉ cho làm campaign hay làm ngắn hạn, ví dụ trong vòng 2 tuần thôi, hay là nó phải bắt buộc là phải có thời điểm ít nhất là 2 tuần để mà nó thu thập những cái thông tin. Trước là về campaign thì họ có cài đặt cái chương trình là ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Nếu mà bắt đầu thì thường thường giả sử hôm nay mà bắt đầu họ cài đặt cái campaign, bắt đầu họ set up cái campaign đó, cài đặt cái xác thực gọi là xác lập cái campaign đó ngày hôm nay, thì thường cái ngày bắt đầu của campaign sẽ là cái ngày kế liền tới. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 thì cái ngày bắt đầu của cái campaign bắt đầu là ngày 7 tháng 5, bắt đầu lúc 12:00 AM, tức là 12 sáng bắt đầu của ngày đó. Và nó có hai trường hợp, nếu mà khách hàng mà muốn là tôi để cái campaign này chạy liên tục thì họ cũng thích ngưng được do thành chóng, họ để cái phần mà end date họ để trống, họ không có chọn cái đó. Họ có thể để dài 1 tháng 2 tháng 3 tháng 3 năm 10 năm tùy họ, không sao hết, để chạy liên tục. Họ có tốn tiền, họ có trả tiền liền thường xuyên thôi nếu họ muốn. Còn cái trường hợp thứ hai, khi mình nói là à tôi muốn chạy thử 2 tuần để coi nó hoạt động thế nào, hay là 1 tháng đầu thôi coi thế nào, nếu mà hiệu quả tôi bỏ tiền thêm hoặc là ít quá thì có thể, thì mình sẽ chặn ở cái mức dưới cái ngày date end là mình chọn. Ngày bắt đầu là ngày mai 7 tháng 5, và ngày cuối là ngày 7 tháng 6, ví dụ như vậy. 1 tháng mình xem xét, nhưng mà ít nhất là từ 7 đến 10 ngày để mình coi nó tập hợp thông tin. Nên thường thường người ta làm là cái khoảng thời gian mà thường á, thường ngắn nhất là khoảng 2 tuần lễ, đến cái tuần trên thì 2 tuần lễ. Nghĩa là khi sau khi mà nó chạy thì bắt đầu là Facebook nó sẽ cho mình biết ngày hôm đó là bao nhiêu người traffic tới mỗi ngày. Dạ, đúng rồi. Thành ra mình sẽ coi đó, mình thấy cái mức độ gia tăng của mình như thế nào, rồi tùy theo cái mức độ gia tăng đó mình sẽ thấy ồ mình có nên thay đổi gì không. Bởi vì khi mà mình làm, mình xác lập một cái campaign đó đó, thì cái người chủ của cái campaign đó là cái tài khoản đó, người cáo họ có thể bất cứ lúc nào quay về campaign để chỉnh sửa và edit. Cái hình này không đẹp, tôi muốn đưa cái hình khác hấp dẫn hơn, cái video này chưa hay lắm, tôi muốn làm cái video cái dạng carousel là cái đoạn xoay vòng vòng giống như trong cái sân bay mình lấy hành lý á, carousel pattern, thì muốn làm cho nó quay hấp dẫn người hay. Hoặc là hình thì đơn điệu, tôi muốn chuyển theo cái dạng slideshow, thì mình làm được hết tất cả cái đó. Và như vậy thì cái người mà chuyên viên á, là họ cái người chuyên viên giúp mình á, thì họ cũng sẽ đi kèm với mình, khi nào mình cần thì mình có thể vẫn liên lạc được, mình thương xác họ có thể liên lạc bất cứ nào bằng email, và hay là hẹn gặp qua hệ thống, qua cái chương trình CRM của Facebook trước, và họ gõ trên đó, và họ tất cả mọi cái đều làm trên cái máy tính và chạm trên nền tảng Facebook hết đó, không cần phải nhắc, không cần phải nhớ, và hệ thống sẽ nhắc mình. Giả sử như là ngày 10 tháng 5 có cuộc hẹn lúc 10:30 sáng theo giờ Pacific Time với lại khách hàng đó, cái nội dung gì mình phải chuẩn bị trước, ta trước cuộc hẹn mình cũng chuẩn bị trước, mình mang tất cả những cái thông tin đó ra mình xem, mình đọc lại. Và sau mỗi một cuộc họp như vậy mình đều có ghi chú lại hết tất cả những cái gì mình trao đổi với nhau, tất cả những cái gì cần đặt tích trong đó, để làm sao để khi mà cuộc họp tới mình biết và mình so sánh, à trong cuộc họp vừa rồi mình nói về cái đề tài này và mình họ muốn mình khắc phục chỗ này, thì trong cuộc họp tới mình cũng muốn là à những cái điểm đó đã được khắc phục hay chưa, vân vân. Dạ, như vậy thì cái những cái hồ sơ đó thì nó gọi là cái hồ sơ, phải không? Khi anh đi làm đó rồi nó cứ đúng cái giờ thì cái máy nó sẽ hiện cho mình biết là mình sẽ có cuộc hẹn nào của ai, và lúc đó mình bấm vô cái hồ sơ mình sẽ coi những cái thông tin gì mình cần, giống như mình techno trong đó sẵn rồi, tất cả mọi cái đều nằm trên đó, gọi chương trình CRM. Trên CRM, một cái chương trình, một cái công cụ phần mềm á, mà CRM thì ngày nay là rất nhiều doanh nghiệp, nhiều công ty chưa sử dụng, tức là với công cụ để quản lý, một cái công cụ để mình có thể gửi email trong đó, mình có thể nói chuyện trong đó, mình có thể là thu thập thông tin trong đó, mình có thể lọc thông tin, tức rất là nhiều cái được làm trong cái chương trình CRM đó. Và còn sau khi mà cái quảng cáo mà mình có thể mình modify nó, rồi mình editing hoặc là mình ending sớm, nó vẫn ok hết. Được hết. Và khi mà anh làm trong cái, bây giờ mình nói về cái ngày giờ của anh đi, nhưng mà thì cái công việc của anh mỗi ngày khi mà anh tới thì cái giờ giấc nó có làm giống như những cái công việc khác của làm hãng xưởng không? Bây giờ anh có cái giờ vô giờ ra, hay là mình tùy chọn cái giờ của mình? Giống như là bây giờ mình thấy nó có một cái ưu điểm của cái thời điểm, còn sau này thì chúng ta thấy đó là nhiều khi lái xe Uber, ví dụ nhiều khi mình chỉ còn turn on đó là mình làm, còn không mình off, thì nhiều khi làm những cái công việc expert này đó thì nhiều khi nó cũng cần có cái thời gian mình có thể mình hẹn họ, thì cái giờ giấc của anh như thế nào với công việc? Thì cái giờ giấc làm việc cũng là bình thường từ thứ hai thứ sáu, từ 7:30 đến 4 giờ từ giờ Arizona. Thì tại vì trong cái giờ đó là như vậy nè, thì mỗi một ngày như vậy sẽ có một khoảng
khoảng một chục cuộc hẹn đã được sắp xếp sẵn trên lịch. Yeah. Và trước cái ngày làm việc hôm sau thì mình đã chuẩn bị cho ngày hôm sau rồi. Yeah. Mình sẽ gửi email nhắc lại cho họ là ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau lúc mấy giờ v.v. Mm. Và sau giữa mỗi cái cuộc hẹn như vậy nó có khoảng thời gian ngắn để mình chuẩn bị. Mm. Rồi có giờ nghỉ buổi sáng 15 phút, buổi chiều 15 phút và nghỉ trưa nửa tiếng như bình thường. Giống như là nhưng mà cái nghỉ đó đúng ra là cái nghỉ đó nếu mà gọi là nghỉ đó thì là cái giờ của mình nghỉ chứ mà tại sao mình phải làm nữa? Không, cái giờ nghỉ thì mình nghỉ hoàn toàn 100%, không biết phải làm. Đó mình được nghỉ và nhưng mà nó cho thêm cái giờ mà giờ gọi là để repair đó. Thì một chút xíu thời gian giữa các cuộc hẹn nó có thời gian ngắn repair. Và một số trường hợp xảy ra như vậy, giả sử hôm đó đến ngày đó, giả sử như đến lúc 9 giờ sáng có cuộc hẹn với khách hàng ABC chẳng hạn. Nhưng mà vô tình bữa đó là người ta nói xin lỗi hôm nay tôi không có trả lời được, không có tham gia cuộc họp được. Chúng tôi gọi là cuộc họp là meeting chứ không phải điện thoại gọi được. Vì lý do nhà tôi có việc, con tôi bị bệnh gì đó. Thì mình cũng thông cảm cái đó và mình nói rất tiếc nhưng mà ông có thể là reschedule cái cuộc hẹn đó lại. Và họ có thể tự động họ reschedule trên cái nền tảng, trên cái email có đường link đó. Hoặc là mình hãy giúp họ reschedule, nhưng mà thường thường là họ tự reschedule theo cái giờ của họ. Và nếu cái giờ của họ, tại vì khi mà họ vào cái trang đó họ thấy được cái giờ nào của mình còn trống thì họ mới book cái giờ đó. Và tự động nó chạy vào trong cái lịch của mình, trong calendar của mình. Thì calendar nó thấy rất là dài, thấy mình thấy là hôm nay, ngày mai và tuần sau mình thấy là khó lịch trước hết trơn. Nghĩa là như vậy thì khi muốn họ muốn schedule thì họ sẽ coi những cái điểm trống, nó sẽ có những cái điểm trống. Nó cũng tiện cho cái người họ muốn reschedule hoặc thể coi. Và như vậy thì nếu nhưng mà nó ở trong cái trường hợp mà ví dụ như anh làm cuộc hẹn với một cái người khách mà người khách đó thay vì anh là cái cuộc hẹn thường thường khoảng nửa tiếng thôi mà bỗng nhiên họ thích nói, họ hỏi đủ thứ hết mà có thể kéo dài tới 45 phút thì nó không có gặp cái trường hợp đó không? Và nếu mà nó làm 45 phút thì sẽ đụng với cái cuộc hẹn mà mình đã set up trước trong thời gian đó rồi. Cảm ơn anh Phúc, câu hỏi cũng rất là hay, thú vị. Trước hết là mỗi một cuộc hẹn, mỗi một cuộc họp như vậy, gọi là cuộc họp đó, thì được cài đặt chương trình khoảng đầu tiên là 45 phút. Còn những cuộc họp mà gọi là follow up thì là tối đa là 30 phút. Và chương trình được cài, chương trình được lên lịch rất là cụ thể, từ mấy giờ đến mấy giờ khách hàng đó, thì chỉ trong vòng thời gian đó thôi. Và trong cuộc nói chuyện điện thoại là chúng tôi cũng thỉnh thoảng nhắc họ. Đầu tiên khi vào cuộc thoại tôi đã chào hỏi và nói là và cũng phải là cho họ verify cái tài khoản đó. Xin vui lòng cho chúng tôi biết là bốn số cuối cùng của account number, để bốn số cuối cùng của cái account đó để chúng tôi xác thực đó là thông tin là bạn là cái người chủ tài khoản đó. Và từ đó mới có thể tiếp tục cuộc họp được. Còn nếu mà họ không xác thực được bốn con số cuối cùng của cái tài khoản ad account đó thì mình phải nói là xin lỗi, lúc nào đó quý vị có mặt lấy được con số đó, là có mặt trước màn hình máy tính thì chúng ta họp nó tiện hơn. Và thường thường là khuyến khích họ là nên có mặt trước màn hình máy tính. Và những thao tác đó sẽ làm trên máy tính và họ phải có được cái bốn con số cuối cùng của cái gọi là ad account đó. Và cái trong cuộc họp mình nói rất là rõ, hôm nay chúng ta có 45 phút cho cuộc họp này. Đó, và mình sẽ nói rõ, và trong cuộc họp diễn ra mình cũng nhắc lại chúng ta còn 20 phút nữa, chúng ta còn 15 phút nữa để cho họ nắm và họ biết. Và đến giờ đó giả sử như họ muốn nói hơn cũng không được, nếu mọi nơi mình đã xin lỗi chúng ta chỉ còn có đúng 2 phút nữa thôi, do đó mình hay là kết thúc cuộc họp ở đây. Và theo như chúng ta, những gì chúng ta nói hôm nay là những cái việc ABCD mình giống như mình nhắc lại và mình nói tiếp về chương trình sau. Tôi sẽ kiểm tra lịch và cuộc họp tuần tới chúng ta sẽ cách đây là 2 tuần sau nữa. Và tôi có những giờ trống như vậy và tôi đọc cái giờ lên và để họ chọn, hỏi giờ này phù hợp với tôi thì tôi block. Và khi tôi nhấn một cái chọn đó thì cái giờ đó nó sẽ chuyển đi qua cái và lời mời đến email của nó ngay lập tức. Và trong máy tính họ sẽ có đó. Là mọi cái làm việc đều trên cái hệ thống mà CRM rất là thuận tiện, rất là nhanh, rất hiệu quả. Như vậy thì nếu mà họ muốn cái làm những cuộc hẹn thì những cuộc hẹn ví dụ nhiều khi họ muốn hỏi liên tục, bây giờ cái cuộc hẹn đầu tiên là 45 phút, sau đó mỗi cuộc hẹn thì có thể là chỉ 30 phút mà thôi. Nhưng mà gặp những người họ thích hỏi thì họ làm cuộc hẹn ở sau 2 tuần sau họ cũng làm tiếp cuộc hẹn nữa. Họ làm như vậy thì những cái cuộc hẹn như vậy họ có phải trả tiền không? Thứ nhất là trong cái chương trình mà điện thoại là không có tốn tiền gì hết. Tại vì khi mà mục đích cái việc làm của họ lại là cái họ khi mà họ muốn đưa cái chiến dịch quảng cáo của họ lên á thì họ phải trả cái tiền chi phí đó. Chứ còn những cái cuộc điện thoại, những cái gì mình giúp họ là không có tốn tính tiền đó. Tại vì họ đã trả tiền đó rồi. Rồi tôi muốn đi về cái campaign này thì tôi cho thả một ngày là chẳng hạn như là 10 đô, 20 đô, 100 đô, 500 đô tùy theo cái ngành. Và khi mình nói về cái ngân sách tôi cũng chia sẻ thêm. Ngân sách nó có hai loại. Có loại ngân sách mà tính theo ngày là daily budget, ví dụ như mỗi ngày tôi chỉ bỏ ra 10 đô thôi hay mỗi ngày tôi muốn trả thành 50 đô thôi, đó là daily budget. Thậm chí còn có những người muốn là lifetime budget, là cái gọi cái ngân sách mà đã dành thời gian dài hơn.
thường là tính là chu kỳ là 28 ngày, tức là khoảng 1 tháng. Lifetime budget tôi là 500 đô cho cái campaign này. Thì nó chạy từ cái ngày nghỉ số 1 đến ngày 30, ví dụ như nó chia đều nó rải ra. Thì có hai cách mà gọi là phân bổ ngân sách. Một cái là daily, hoặc một cái là cái lifetime. Lifetime thường là 1 tháng. Thì lúc bây giờ thì cái sẽ chia ra mỗi ngày là bao nhiêu thôi. Thì nó cũng sẽ tùy cái lượng đó mà nó sử dụng. Nếu mà ngày hôm đó mà nó làm hết tiền rồi đó, nghĩa là bởi vì nó quảng cáo nhiều đó, thì nó sẽ ngừng cái đó, là chờ ngày hôm sau nó mới tiếp tục nữa. Chính xác, và họ phải có tiền cho nó. Nếu mà họ tiếp tục thì Facebook sẽ nhắc họ, tức là cái campaign của anh đã hết rồi đó. Campaign anh đã cài đặt từ ngày 1 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 5, 31 tháng 5 thì nó đã hết rồi đó, thì anh chuẩn bị, anh có muốn tiếp tục thì anh bỏ tiền vô. Nếu không thì nó sẽ bị ngưng, nó sẽ cắt ngay cái thời điểm mà mình cắt. Và một cái nên Facebook có nói về cái thời lượng mà nói chuyện đó. Thì ví dụ như vậy nè, thì theo những cái nhiều cái, tức là theo tập quán của Facebook thì 45 phút là đủ để mà nói chuyện, tìm hiểu và cài đặt một cái chiến dịch cho họ được rồi. Còn 30 phút là để mà gọi là cái cuộc họp follow up sau đó thôi, để review lại thì đủ. Còn nếu mà họ không đủ để mà nói thì họ có thể là mình hẹn nhau tiếp một ngày sau đó vẫn được. Và họ có thể hẹn tiếp tục được. Và khi mà trong cái khi mà làm những cái quảng cáo như vậy thì có những cái trường hợp nào những quảng cáo mà nó không có chấp thuận, nó có những cái trường hợp nào mà quảng cáo thường thường không được chấp nhận? Thì một số cái quảng cáo nó phải tuân thủ theo quy định của Facebook. Ví dụ như Facebook không cho phép quảng cáo những hình ảnh nhạy cảm, như là chẳng hạn như là nhạy cảm, hoặc là khuất trương những cái như là rượu, hoặc là thuốc lá, những cái gọi là những cái cảnh như đổ máu, hoặc là xe đụng xe tông, thì nó không cho phép làm những cái đó. Hoặc là có những cái nó gọi là khi mà chúng ta cài đặt cái đối tượng và target audience đó, thì họ không cho phép chúng ta làm cái gì mà liên quan đến là personal attributes, tức là những cái thuộc tính mang cái con người như là tôi tập trung cho người Việt Nam thôi, tôi tập trung cho người da trắng thôi, hay là có những thiên hướng về tình dục khác nhau, tôi chỉ phục vụ cho những người gọi là gay lesbian, thì họ không cho phép làm cái việc phân biệt đối xử đó. Ở trong khi mà chúng ta cài đặt cái đối tượng mà họ cho mình làm những cái gì đó mà cái chất mà gọi là xã hội chấp nhận, đúng không? Ví dụ như là người Việt Nam, nam và nữ từ 25 đến 65 tuổi, sống ở 50 tiểu bang nước Mỹ, vân vân. Vân vân, thì mình có những cái kiểu như là cái limit trong một cái vị tiểu bang của mình cũng được. Chứ còn không có đi vào cái chi tiết mà nó mang tính cách là kỳ thị. Thì không được phép. Và còn những cái thời lượng quảng cáo nó có limit hay không? Cái chiến dịch quảng cáo thì nó khác, còn cái quảng cáo là khác. Chiến dịch quảng cáo, trong một chiến dịch quảng cáo có thể có nhiều cái hình thức quảng cáo khác nhau. Một cái campaign có thể là có mình quảng cáo trang Facebook, mình quảng cáo cho Instagram, và mình cần kết nối với Messenger, vân vân. Thì nó có thể có nhiều cái gọi là cái phần mà dính đó, hoặc là trang web. Thì khi mình cài đặt cái campaign á, nó có những cái đường dẫn để mình đưa cái link đó vô, đưa cái link đó vô, thì cái chiến dịch sẽ liên đới cái đó. Thì cái thời lượng của một cái video họ sẽ có tuân thủ, hoặc là những cái kích thước của người ảnh muốn đưa vào trong đó, nó có những cái quy cách của nó. Đúng. Nếu như mình đưa vào mà nó không hợp, nó bị loại ra, nó có một cái warning của mình trên đó, hình ảnh này không phù hợp, hoặc là cái video này đưa lên cái nền tảng nó không phù hợp, nên chọn cái khác. Thì nó cũng có những cái hướng dẫn cho mình click vào đó mình thấy cái warning thì mình sẽ sửa lại được hết. Nhưng mà ví dụ bởi vì anh Trọng Phúc có thấy là nhiều khi mình thả quảng cáo mà cái chữ nghĩa nhiều quá nó cũng không cho phép trên một cái trang quảng cáo. Tùy theo, ví dụ như trong một quảng cáo sẽ có mấy phần, như hạn như là mình gọi là cái phần mà tỷ lệ bao nhiêu trong một cái trang đó, nó trang là, giả sử một mình thấy một cái hình ảnh quảng cáo, một cái trang Facebook quảng cáo, nó sẽ có một dòng chữ nhỏ phía trên, đúng như hạn như mình ghi là Bamboo Bakery là cái dòng chữ ở trên cùng cái đó, xong dòng chữ ở dưới nó có một cái mô tả. Bamboo Bakery là một cái tiệm bánh nổi tiếng ở tại Arizona, trong thời gian nó dài hơn. Hoặc là mình sau đó nó có một cái call to action, kêu gọi hành động. Nó có cái nút nhỏ dưới dòng kia là order now, đặt hàng ngay bây giờ, hoặc là contact us, hoặc là learn more, thì nó có những cái câu nó sẵn, mình sẽ lựa chọn tùy theo cái chiến dịch mình muốn. Giống như là khi mình muốn người ta mua bánh của mình thì là order now. Còn khi muốn mua vé mình là buy the ticket, hoặc là sao, hoặc là muốn người ta xem nhiều, chẳng hạn người ta muốn vào đây hoặc là tìm hiểu thêm, nữa là learn more, thì nó có những cái gọi là những cái câu để mình chọn cái đó. Nhưng mà mình làm một cái hình ảnh mà mình sẵn đầy đủ cái thông tin mình muốn quảng cáo đó, thì thường thường nó limit trong cái số lượng, mà ví dụ là cái tỷ lệ bao nhiêu cái phần trăm của cái chữ nghĩa trên cái hình.
Thì thường họ không quy định cái đó, nhưng mà nó có những cái chẳng hạn khi mình muốn một cái bài, một cái trang quảng cáo, hoặc một cái Facebook post, hoặc là một cái Instagram post cho dễ hiểu, đó là một cái trang gọi là boosted post. Khi mình ra một cái trang nó riêng, một cái trang là khác, còn cái post là khác. Post nó nhỏ hơn. Thì sau khi mình đẩy cái post đó lên, thì nếu mà nó đẩy lên được đó, thì nghĩa là những cái hình ảnh của mình, những quy chuẩn mình là tuân thủ thì ok. Còn nếu mình mà bị nó ngay tức nó sẽ nói luôn, hình ảnh này không phù hợp, hình ảnh này lớn quá, hay là cái video này dài quá, thì nó sẽ nói mình cho đó để mình chỉnh lại lúc đó luôn. Thì đó là nằm trong cái phần quảng cáo, nằm trong cái page, nằm trong cái post của mình, chứ nó không liên quan đến cái phần mà cái campaign kia. Và thì Thầm Phúc thấy thì cái lĩnh vực này nó còn mênh mông lắm. Không những vậy, quý vị muốn quảng cáo nó thì ví dụ mình phải cần có những cái hình ảnh này kia, thì mình phải là người cung cấp hình ảnh. Nó không có tự cho, phải không anh? Ví dụ video này kia mình vẫn phải của mình, tất cả mình, tức là mình là người chủ, gọi là admin của cái trang, cái campaign chiến dịch nó đó. Chỉ đưa nó ra thôi, mình đưa ra, còn đây là như hỗ trợ giúp mình để cùng mình đồng hành với mình. Còn hình ảnh là của mình. Huế mộng mơ, Huế nên thơ, Huế với nền văn hóa ẩm thực cung đình đặc sắc của cố đô Huế. Mời quý khán giả hãy đến với nhà hàng Huế Gourmet để được thưởng thức những món ăn ngon đậm đà hương vị của một nền ẩm thực lâu đời Huế, như bún bò Huế nổi tiếng được nhiều người biết đến, hay những món ăn dân dã như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, hay cây xé miệng ăn phải hít hà với cơm hến rất thân thuộc gần gũi với người dân xứ Huế. Ngoài ra, Huế Gourmet còn có nhiều món ăn ngon như bún măng vịt, bún mắm, bún riêu cua, bánh xèo, nem, chả và nhiều món ngon khác. Huế Gourmet tọa lạc 66 South Dobson Road, Suite 126, Mesa, Arizona 85202, trong khu Mekong Food Court. Số điện thoại 480-251-7429, 480-251-7429. Chủ nhân trân trọng kính mời. Video là của mình, trang web là của mình, rồi post là của mình, page là của mình, chứ không phải là của Facebook. Và đó, chúng quý vị thấy không, đó rất là nhiều cái mà chúng ta cần phải biết thêm. Thì cái thời lượng của ngày hôm nay chúng ta cũng không còn nhiều, thì anh có thể chia sẻ cái khó khăn mà người Việt của chúng ta gặp phải khi mà bước vào trong cái những cái campaign để quảng cáo trên Facebook. Thứ nhất là vì có thể là không hiểu được cái thuật toán, không hiểu được cách làm. Chứ Facebook là một cái nền tảng rất là có ích và hữu hiệu trong việc quảng cáo. Vì các bạn quý vị cũng biết là có khoảng 3 tỷ người trên thế giới đang sử dụng Facebook. Là số lượng người sử dụng và theo dõi rất là nhiều so với các mạng xã hội khác trên thế giới hiện nay. Và nếu mà chúng ta tận dụng được cái công cụ, cái nền tảng đó quảng cáo thì thật là tuyệt vời. Và để mà quảng cáo, để mà làm những cái chiến dịch đó, tiếng là phải nói tiếng Anh. Tại vì tất cả những cái giao dịch, tất cả những email, mọi cái đều bằng sử dụng tiếng Anh hết, là không có tiếng Việt. Mặc dù trang web mình phải làm tiếng Việt, mặc dù cái chương trình của mình, chương trình mà quảng bá những cái chương trình sắp tới của Trọng Phúc bằng tiếng Việt thì mình vẫn không sao. Nhưng khi mình giao tiếp, trao đổi, thanh toán tất cả mọi cái qua Facebook bằng tiếng Anh hết là thứ nhất. Và thứ hai nữa là do người ta không hiểu, và cái cách ta làm giống như là nó không có Facebook mà chọn, chứ không phải là mình được chọn, không phải là mình muốn mà làm được đâu. Mình vẫn có là apply. Vẫn apply. Nhưng mà Facebook sẽ chọn. Thành ra nếu mà có sự lựa chọn, ví dụ sự compete nhiều, thì quý vị sẽ bị phải là giống như là có cái sự đấu đá rồi. Đúng rồi, mình phải tốt hơn, mình phải đẹp hơn cái đối thủ của mình. Có hai tiệm phở gần nhau, cùng thành phố, gần một khu luôn. Nhưng mà tiệm phở nào mà dành ngân sách nhiều để tung quảng cáo chiến dịch đó thì chắc chắn Facebook sẽ ưu tiên cho người đó. Nghĩa là Facebook là chỉ quảng cáo cho cái khu vực đó chỉ là một mà thôi, xong cái thời điểm đó nó mới đưa cái khác lên đó. Thí dụ sau đó họ ta ngưng rồi, hay là cái tiệm phở thứ hai muốn thì phải đưa lên cái chiếc quảng cáo tung lên, ví dụ. Nhưng mà nếu mà hai cái ở hai khu vực khác nhau thì ông thành không thành vấn đề. Rất là nhiều thoải mái thôi, tại vì có rất là nhiều cái chỗ car dealer trên toàn nước Mỹ, đúng rồi. Hay là có rất là nhiều chẳng hạn như là tiệm bán bánh, hay nhiều tiệm bán hoa, hay nhiều nhà hàng. Thì nhà hàng Ý, nhà hàng này thì họ vẫn làm, miễn là họ không giống nhau thôi. Vậy thì quý vị, nếu quý vị có những cái thắc mắc gì về cái này, Trọng Phúc biết là chắc là thắc mắc thì nhiều lắm, thì quý vị có thể liên lạc với chương trình của chúng ta và có số điện thoại để quý vị có thể liên lạc với chương trình, để chúng ta sẽ có cơ hội sẽ mời anh Anthony trả lời thêm những cái thắc mắc
Với lại Trọng Phúc đó, Trọng Phúc thấy rằng cái chương trình của mình đó thì mình cố gắng mình bao gồm nhiều, nhưng mà thật sự lĩnh vực này thì nó còn mênh mông lắm. Và cái số điện thoại của chúng ta liên lạc với Đài Việt News đó là 602-481-2647, một lần nữa 602-481-2647. Và trong cái lĩnh vực mà quảng cáo đó, thì anh có thấy rằng ở đặc biệt ở tiểu bang của mình ở đây đó, thì cái lượng người Việt của mình quảng cáo đông hay không, hay là chỉ mới bắt đầu vì chưa quen lắm về cái lĩnh vực này? Có thể là chưa quen lắm, với lại là cái Facebook cũng rất là bao la. Như gần đây nhất tôi có nhận được một cái người advertiser là người Việt Nam sống ở Texas. Dĩ nhiên trong cuộc điện thoại trao đổi tôi phải dùng tiếng Anh 100%, không được phép dùng tiếng Việt, tại vì nhiều lý do, và tất cả cuộc điện thoại đều bị ghi âm hết. Để làm chi? Vì lý do mục đích là để đào tạo và để mà quality assurance, tức là bảo đảm cái chất lượng. Đó, do đó là tất cả mọi cuộc điện thoại đều phải bị ghi âm, được ghi âm hết. Và anh đó là người Việt Nam ở Texas, anh ta là người cái cung cấp mà gọi là new supply rất là lớn cho toàn nước Mỹ luôn. Thì tôi gặp anh ta, tôi trao đổi nói chuyện với anh ta và cũng hướng dẫn anh ta và cài đặt một cái campaign nào đó. Tôi đối với anh ấy cũng rất là đơn giản, thì tôi trao đổi với nhau cái thuận lợi và kế hoạch, cái dự kiến, cái ý định của anh như thế nào. Thì tiếp cận cài đặt cái chương trình, cái campaign nó rất là dễ, không có gì khó hết. Nhưng mà thấy cũng tại sao, nhưng mà chắc phải hỏi Facebook cho hỏi anh thì không trả lời nhiều. Trọng Phúc nghĩ là nếu mà có cái cơ hội có người nói tiếng Việt hay là có người nói nhiều thứ tiếng ngôn ngữ đó, thì nó vẫn sẽ dễ dàng cho cái thêm cái lượng người advertise hơn. Dạ, giống như là ví dụ mình làm trong những cái chợ búa hay là những cái hãng xưởng mà nó có cái người thông dịch thêm đó, thì nó sẽ tăng thêm cái lợi suất hơn. Nhưng mà đang bắt buộc chỉ là tiếng Anh mà thôi. Trước mắt là mình làm cho Facebook tại Mỹ. Và thứ hai là mặc dù khách hàng với là ở rất nhiều ở Mỹ và Canada, phần lớn là những công dân nữa, mà thậm chí mình có gần đây mình có nhận một cuộc gọi, mình là gọi qua bến Bangladesh cũng có nữa, tức là khắp thế giới. Dĩ nhiên là khắp thế giới ở đâu họ cũng dùng Facebook để quảng cáo, để bán hàng, vân vân. Do đó là khách hàng đây là ở khắp mọi nơi. Nên một cái điều mà để quý vị có thể thuận tiện trong vấn đề giao dịch mà làm việc Facebook thì ít nhất quý nói tiếng Anh thì họ mới thể hiểu được. Và nếu mà cái trang Facebook của mình mà có hai ngôn ngữ tiếng Anh tiếng Việt thì họ dễ hơn, họ xem và họ hiểu, họ đánh giá được dễ hơn. Đúng rồi. Còn nếu 100% tiếng Việt thì có thể chịu thua. Nhưng những chương trình Trọng Phúc, ví dụ sắp tới mà chương trình đại nhạc hội vào tháng 7, giả sử mình muốn là làm sao được nhiều người thấy được cái chương trình đó, làm sao người mua vé thì mình tung cái chiến dịch quảng cáo đó lên. Cái đó là risk thôi. Chứ còn nói về tương tác thì chắc là hơi khó, bởi vì tiếng Việt không à. Không sao, vẫn được. Tại vì nếu mà tương tác vẫn được, tại vì khi mà trong cái mục đó nó có cái chỗ gọi là contact us hoặc là bài thiết kế, vẫn dùng được cái đó, họ vẫn gõ để mua vé, họ vẫn làm được cái đó. Nếu mình muốn mình vẫn cài cái campaign đó đi với cái quảng cáo đó, sự kiện đó, event đó, vẫn làm được. Nhưng nếu mà mua vé thì họ đã mua vé và trả bằng tiền bằng cái nào? Online hết. Online. Order now từ đó liên với một cái đường mua online, họ sẽ trả bằng credit card hoặc là trả bằng PayPal hoặc cái gì đó, thì tất cả cái online hết. Ồ, như vậy thì cái Facebook họ cho mình cái account để nó trả qua cái đó. Mỗi người sẽ có một cái đó, họ giúp mình cái phần đó. Ok. Thì quý vị thấy như vậy là còn nhiều cái mênh mông, nhiều cái thông tin mà chúng ta cũng sẽ cần biết, và hy vọng rằng trong một cái thời điểm tới thì chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều thông tin của quý vị để mà gọi là tương tác đó, để mà chia sẻ thêm những cái thông tin mà chúng ta sẽ còn biết hơn nhiều về cách quảng cáo hay là những cái phương thức quảng cáo trong hệ thống Facebook. Một lần nữa cảm ơn anh Anthony rất là nhiều với những cái chia sẻ của anh, đã giúp cho chúng ta biết thêm về một cái lĩnh vực mà dùng nhiều nhưng mà lại không có biết nhiều. Nhiều khi có những cái mà chúng ta hoàn toàn cứ người này người kia nói với nhau, rồi từ suy nghĩ, từ suy diễn mà không có biết được từ cái thuật toán của Facebook như thế nào. Ngày hôm nay thì chúng ta đã biết một số cái thông tin, dù không có hết, nhưng mà hy vọng rằng cái thông tin này cũng sẽ giúp quý vị có một cái nhìn mới về cái lĩnh vực quảng cáo trên Facebook. Và cảm ơn anh rất là nhiều, và hy vọng là chúng ta sẽ có cơ hội để mà chia sẻ nhiều hơn, chi tiết hơn đến với đồng hương chúng ta tại Arizona nói riêng, cũng như trên toàn nước Mỹ và trên thế giới nói chung, để biết về cái lĩnh vực quảng cáo này. Cảm ơn Trọng Phúc và cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay, và cũng hy vọng có thể là gặp gỡ quý vị trong những chương trình sau, hoặc là có thể là đi về chi tiết hơn nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới.
Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vold best từ năm 2007 tới nay, với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Thông tin vừa rồi để khép lại chương trình tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chương trình Việt News USA sẽ tiếp tục mỗi ngày trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Còn bây giờ, Trọng Phúc xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Và đừng quên bấm nút like, nút chuông để luôn theo dõi các chương trình cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn.